tiếng than khóc đời lòng nao. Nhìn thì mọi người cứ nghĩ là nó không có gì hết, nhưng mà cái mái nhà là cái điều mà gọi là quan trọng của một cái nhà, mà bây giờ nó bay mất tiêu rồi. Thì rồi bây giờ mình học kiểu gì? Đây không phải là một trường bị, mà một huyện một xã như vậy bèo lắm, phải là từ 3 cho đến 4 trường bị như thế này. Nhưng mà thôi, ít lòng nhiều nha thầy nha. Mà trường thì bây giờ đang như vậy là khả năng là mấy em còn nghỉ học dài hạn, cho nên là cũng không biết làm sao hết. Thì trong chương trình á, đáng lẽ là mình sẽ ưu tiên những cụ già, những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà thì cái đây là cũng là một cái trường tiểu học mà cũng rất là nhiều cái mầm non tương lai của đất nước mình nữa. Thì nói chung là của ít làm nhiều, ngày hôm nay thì mình không thể nào mà mình hỗ trợ để mà xây hẳn lại hay là như thế nào đó, nhưng mà mình cũng góp chút ít với thầy cô rồi nhà nước này nọ để mà sửa sang lại trường càng sớm càng tốt, để cho mấy em có thể là đi học sớm hơn. Chứ bây giờ thứ hai này đi học lại rồi, mà bây giờ trường dày rồi học kiểu gì, là coi như là mấy em phải nghỉ dài hạn. Mà nghỉ dài hạn như vậy là sẽ bị học bị chậm hơn so với mấy bạn. Đây là chỉ là một góc thôi nha, một góc nhỏ trong cái phòng đây mọi người coi nè, tan hoang sạch chân rồi còn gì nữa đâu. Ở đây là mình phải tháo hết luôn rồi, tất cả mọi thứ này là phải tháo hết luôn. Rồi cái tôn này là nó còn chắc cái nha, mà sao mà nó bể tan hơn nè luôn. Nói chung là ở đây là cũng trường này là cũng cận biển, cho nên là cái cơn bão số 9 nó vô là nó quét cái chỗ này nó cũng hơi lâu á, cho nên là cận biển là thường là bị như thế này rất là nhiều. Rồi còn ở bên đây nữa, cái lớp này là nguyên dạng đựng chút là cũng có bị lủng lỗ trên kia luôn. Ở đây mình có dưới lớp vậy thầy. Ở đây 5 lớp. 5 lớp rồi, vậy thứ hai đi học lẹ không thầy? Thứ hai đi học lẹ, mà bây giờ vậy là giờ tính phương mình có phương án gì không? Vậy hả? Nhưng mà tổng cái là thứ hai đi học lẹ mà mình chưa đi học lẹ, mấy em nghỉ về học như vậy là bị theo sau mấy bạn rồi. Đúng rồi, một số trường mà họ không bị á thì họ vẫn tiếp tục học. Mà ở đây là đa phần là mấy em cũng là nhà hoàn cảnh khó khăn đúng không? Dạ. Ô trời ơi, cái phòng này nó cũng tan hoang luôn rồi. Xin lỗi. Này mà trời đang hạt và trời mưa là coi như là thôi, chứ ước mình thấy thôi chứ hạt gì nào nữa đâu. Nói chung là đây cũng là hôm qua nay thì cũng rất là nhiều mấy bé học sinh rồi thầy cô này nọ cũng có nhắn tin cho chăm, nói là thôi của ít lòng nhiều em có góp được gì cho trường thì cũng mừng, tại vì bây giờ trường học thì cũng có nhà nước lo nữa, nhưng mà quan trọng là bây giờ có tiền để mà mua tôn này kia để mà khắc phục cho mấy bé có cái chỗ mà để học liền. Thứ hai này đi học lẹ rồi mà bây giờ tình hình như vậy đó. Đó thì giờ cũng của ít lòng nhiều thôi, mình cũng không biết phải làm sao nữa mọi người. Còn rất là nhiều bà con nữa. Trời ơi, khổ ghê luôn á. Trong cái chuyến đi này thì là trong dự kiến là trong xã hội tại những nơi chúng ta có. Dạ thì tùy theo cái số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ. Thì có nhiều thì em làm được nhiều nơi, còn ít thì mình gom lại vài nơi để mình làm. Thì chứ bây giờ mình chia nhỏ ra thì bà con mỗi người nhận được có một chút xíu thì cũng không làm được cái gì hết. Cho nên là em cũng cố gắng thôi. Bây giờ cũng mỗi ngày thì Mạnh Thường Quân cũng góp chút ít này kia. Thì của ít lòng nhiều mà. Đó, cho nên là cố gắng thôi, chứ từ hồi sáng giờ nhiều hoàn cảnh quá. Mình đi mỗi ngày như vậy mình mới thấy được cái thực tế là nó kinh khủng.
nhìn thì mọi người cứ nghĩ là nó không có gì hết, nhưng mà cái mái nhà là cái điều mà gọi là quan trọng của một cái nhà, mà bây giờ nó bay mất tiêu rồi thì rồi bây giờ mình học kiểu gì. Cho nên là cũng khổ chứ. Dạ thôi, chắc là mình ra mình cũng ủng hộ, chắc là mình ủng hộ trường một chút ít để mà hỗ trợ trường mua tôn mua ngói thêm để mà lợp lẹ đỡ đỡ cho mấy em học thôi, chứ bây giờ để mà làm lại luôn ngày kia thì mình cũng không có đủ khả năng. Nhưng mà Trâm hy vọng là khi mà Trâm up clip này lên thì Mạnh Thường Quân thấy được thì Mạnh Thường Quân sẽ về ủng hộ. Đây không phải là một trường bị, mà một huyện một xã như vậy bèo lắm phải là từ 3 cho đến 4 trường bị như thế này. Nhưng mà thôi bây giờ là mình hỗ trợ số ít cho cái trường mà gọi là ở ven biển mà bị nạn nhất nha. Dạ, thầy giúp cô cho con xíu nha. Đúng rồi. Dạ, mình thầy dạy ở trường luôn á thầy. Anh dạy lên. Dạ, cảm ơn thầy nha. Dạ, thật ra thì con cũng biết nói sao hết trơn á. Thì bây giờ là con cũng chỉ là ủng hộ, hỗ trợ mình một chút xíu thôi. Tại vì trường thì cũng có gì nhà nước còn lo nữa, cho nên là mình con là đại diện cho Mạnh Thường Quân để mà hỗ trợ cho mình mua tôn mua ngói về mình lợp đỡ cho mấy em đi học á đó. Cho nên là thực sự là con cũng nhặt tay, tại vì của ít lòng nhiều mà, cho nên có nhiều mừng bấy nhiêu. Tại vì trên cái thị trường thì cái địa bàn của mình á là có 3-4 cái trường kiểu giống như vậy nè, tóc hết mái rồi bàn ghế là tan hoang hết luôn đó. Cho nên là ngày hôm nay thì con cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân thì con ủng hộ cho trường của mình nha. Ở trường của mình là được ưu tiên, cho nên là thì cũng vùng ven biển và mấy em đặc biệt hoàn cảnh khó khăn, thì sáng giờ con đi cũng nhiều rồi, ai cũng khó khăn hết, thì con ủng hộ cho trường của mình là 5 triệu để mà có của ít lòng nhiều mà mình mua đỡ mình lọt ha. Dạ, con gửi thầy. Hết sức là cảm ơn người Bích Trâm, bởi vì là tuy của ít lòng nhiều nhưng cũng thể hiện được cái tình cảm mà giúp đỡ cái cộng trường Thanh Thủy để các em nó vơi đi bớt cái nỗi nhọc nhằn của nó trong cái thời điểm mà do tân bộ xuất chiến này. Thật ra thì con ước là con sẽ có được nhiều tiền hơn thì con hỗ trợ trường mình nhiều hơn nữa, chứ còn thật ra thì 5 triệu nó cũng không đáng vô đâu hết trơn á. Rồi mình dạ, nhưng mà còn đỡ hơn là bây giờ mình cũng chưa có để mà mình lo cho mấy em để ngày thứ hai là đi học lại rồi, nên là con cũng chia sẻ thật lòng của mình, nên con cũng ngại lắm, nhiều khi con ngại con đưa tiền của con ngại á, nhưng mà thôi của ít lòng nhiều nha thầy nha. Rồi vậy cảm ơn nhiều. Dạ rồi thôi bây giờ con lấy thêm tiền em. Dạ tâm đàn nó lấy thêm tiền. Dạ đúng rồi cô. Dạ con mong là mọi người sẽ hiểu à. Rồi bây giờ thôi. Cảm ơn đi. Dạ chúc cho tất cả niềm hoàn quả ngang. Chung là dạ. Chia sẻ với cái sự thiên nhiên nó tạo ra như thế, để dạ. Sớm ổn định lại đi các em đi vào hạt. Thì con cũng hy vọng là sau này Mạnh Thường Quân người ta biết là người ta sẽ ủng hộ cho trường của mình nhiều hơn. Không những một trường ở đây mà sẽ có nhiều trường hơn nữa. Cái bản thân là mình nhìn như vậy mình cũng thấy xót lắm. Mà bây giờ là hoàn cảnh nó đưa mình vô như vậy rồi không ai muốn gì trơn á. Dạ, nên là thôi con cũng chúc cho thầy cô mình có nhiều sức khỏe để mà dạy các em lên người. Đó, tại cái gì thật ra thì trong cái tâm cái chuyến lần này đi á là thường là sẽ ủng hộ cho những hộ mà sập nhà hoàn toàn hoặc là những cụ già neo đơn mà nhà tốc mái và sập hoàn toàn. Nhưng mà con nghĩ là trường học cũng là một cái nơi mà đáng để cho bà con mình ủng hộ, là tại vì là cái nơi để mình nuôi dưỡng những cái mầm non tương lai. Cho nên là con nghĩ là ngày hôm nay là hy vọng là sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ hơn nữa. Đó thì đây là ở thôn Thanh Thủy huyện thôn Thanh Thủy xã Bình Hẻ huyện Bình Sơn. Thì ở đây có từ 3 cho đến 4 cái trường nó bị như vậy, thì Trâm hy vọng là các Mạnh Thường Quân là sẽ về đây để mà ủng hộ cho nhiều trường hơn nữa. Để bây giờ trường nào nó cũng tan hoang như vậy, mà thứ he này là mấy em phải đi học lẹ rồi. Rồi bây giờ thứ he này là chắc là mấy em phải nghỉ thêm nữa rồi đúng không cô? Để mình khắc phục sang rồi cấm em học lẹ ha. Chắc nghỉ cũng bơ cũng không. Điểm dạ. Nhanh, điểm nhanh chứ không nhanh thì cũng cả tuần. Nhờ cửa dân thì rất là nhiều. Do đấy tôi cũng muốn nhờ cửa họ cũng có chỗ ở cứ ra vô đã, cho nên vấn đề trường thì các tuần khác. Bây giờ đâu nhưng mà ví dụ bây giờ nó có tôn thì có con người mới lựa cái được. Thế nên chưa còn.
hiểu cho con, cho nên là thôi bây giờ con còn đi vô trong nghĩa hành nữa. Ở trong đó là có hai cái xã nó đang ngập nước lên láng mà người ta cũng không có ăn uống được gì đó, cho nên là con phải chạy vô tổng nữa, thì con cũng hứa với họ là trưa chiều nay con vô rồi. Cho nên là bây giờ con tranh thủ con chạy vô tổng nó 1 tiếng rưỡi lận nha. Nên con hy vọng là sau này hôm nay thì có nhiều mạnh thường quân hơn nữa về đây giúp cho mình nha. Dạ rồi con chúc thầy sức khỏe nha. Dạ rồi, cố xong nha con ha, con nha. Đây, mấy đứa học ở đây phải không? Dạ. Mấy con học ở đây đúng không? Dạ. Dạ đi con. Rồi bây giờ về nghỉ thêm về bữa nữa ở nhà tự học bè nghe chưa? Dạ. Học bè mình học võ thì sau này mình làm cô giáo, mình làm bác sĩ, mình lo lẹ cho xóm mình nghe. Dạ. Rồi 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 đi. Vô vô lẹ cho cô đi, lẹ cô đi nữa trễ rồi. Chưa. Xin trời chủ lòng thương.